Sóng biển đông, tổ quốc anh kia
Quê hương nhà
yêu hỏi đó
Vừa rồi chính là bản nhạc Mưa Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và cô gái nhỏ của anh An Trần. Mang đến cho chúng tôi một món quà hết sức là đặc biệt, bởi vì trong không gian của buổi tối ngày hôm nay, khi mà không khí Giáng sinh đang rộn ràng gõ cửa ngoài kia, thì với những giai điệu của bản saxophone Mưa Hồng đã khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là ngọt ngào. Cảm ơn anh một lần nữa. Thế còn cảm nhận của anh lúc này thế nào? Anh có thể chia sẻ đôi dòng cảm xúc của mình ạ? Lời đầu tiên cho Trần Tuấn xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Là vinh dự cho chúng tôi có mặt đây ngắm nghe trong một cái căn phòng tuyệt đẹp như này với cái không khí của ngày Giáng sinh. Chỉ còn ít hôm nữa thôi thì tất cả chúng ta đây, chúng ta sẽ đón chào một năm mới với những ước vọng mới, với những thành công mới. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh hạnh phúc, an lành, và tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả quý vị, những người thân trong gia đình trong một năm mới. Đôi môi em thơm ngọt.
hẹn với anh vào mùa thu ấy, tìm ta